bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông về mắt đượm tình quê đôi, mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nam buông cang theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò. Một già khăng khăng nghĩ đợi thuyền, nhắn ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố vững bền lòng xó. Ơi câu hò chiều nay sườn miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim rê mây dáng cánh lưng trời, hỡi chim hãy dừng đi cho ta gửi đến phương xa bờ. Dễ gì chắc nể được duyên anh ý với nàng, sẽ mấy cho sáng trăng vàng khai sông nỗi mê. Cho nàng về anh. Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai, nơi miền quê xa ấy anh có nghe thấu cho lòng em. Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và ca sĩ Yến Lê. Trước tiên thì cho tôi được cảm ơn ban nhạc và đặc biệt cảm ơn nhạc sĩ trẻ An Hiếu đã phối cho tôi bài hát này, mang một cái tính chất nó hiện đại hơn tôi hát như ngày xưa. Gọi ngày xưa chúng tôi hát gọi là dòng nhạc âm lịch. Thế hôm nay thì là lần đầu tiên tôi hát mới dàn nhạc, phối khí phong cách theo phong cách này và cùng hát với bạn trẻ, cho nên là không bị buồn như chúng tôi hát ngày xưa. Với cô thì như vậy, nhưng cháu nghĩ là với Yến Lê thì có thể
sẽ hơi run một chút. Rất là run đấy ạ. Em run từ lúc mà em tập band đến bây giờ đứng sân khấu với cô em cũng vẫn run. Thôi không sao đâu, bởi vì tôi nghĩ một điều là hai cô cháu cùng chung một cảm xúc, cùng chung một cái lòng nhiệt huyết thì cô nghĩ rằng khán giả đều sẽ hài lòng. Vâng, sẽ ủng hộ thôi ạ, chắc chắn chứ ạ. Tôi sẽ mời An Hiếu ra đây một chút được không ạ? An Hiếu có thể giới thiệu về bản phối của mình. Câu hò bên bờ Hiền Lương thì đã gắn liền với giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua bao năm tháng rồi, mọi người nghe nằm lòng. Bao giờ cũng vậy, là một cái bản phối nó rất là mềm mại, có màu sắc dân gian rất là nhiều. Cái khó ở đây là cái sự kết hợp cùng với cả Yến Lê, làm sao mà bộc lộ được cái cá tính âm nhạc của mình. Tôi viết thêm một đoạn vô can dạo giữa, tôi cũng khá thích cái phần đó. Xin cảm ơn An Hiếu.